Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh Và mọi người hãy do vào nhóm Telegram cũng như kênh Facebook để mọi người không bỏ lỡ những dự án mình không chia sẻ được trên Youtube nhé Ở à, trong video hôm nay, hôm nay mình sẽ cập nhật cho mọi người dự án Trước đây mình có chia sẻ với mọi người cách đây 4 tuần, một tháng, cách đây một tháng mình chia sẻ với mọi người dự án là à, Nhận 2,5 token 2 đô la mỗi ngày đúng không ạ? Mọi người vào miễn phí nhận token 2 đô la mỗi ngày đúng không ạ? Thì mình xin thông báo với mọi người là hiện nay thì token này nó đã list ở trên sàn Uniswap nhé Và giá nó là tương đương khá là ngon à, Mọi người biết đấy, ở cái dự án này thì uh, hiện nay thì vẫn vẫn đang làm được nhé Tất cả đều miễn phí nhé, cái dự án này khá là tiềm năng Thì mọi người không nên bỏ qua dự án này Những anh em nào mà chưa làm dự án này thì hãy làm nhanh cho mình cái dự án này nhé một vài bút một, một vài bước đơn giản đăng ký xong mọi người sẽ uh, uh, mỗi ngày mọi người vào nhận 2,5 tốc cần 2 đô la hoặc là 1,5 5 cần 2 đô la chẳng hạn đấy thì đây, hiện tại thì ở trong cái ứng dụng hai đô la của mình thì mình đã có là bên đây mình cho mọi người xem này. Thì đây, mình là có là bao nhiêu đây? À mình có 29 cần đúng không? Đây, mình có 29 cần đây, 29 token ạ. Thì mọi người xem này, nó đã list ở trên sàn Uniswap nhá mọi người vào ETH scan mọi người xem nhá. Đây token hai đô la của nó đây. Contract của nó có hết nhá. Đây, tên tuổi này, contract của nó đây. Đấy, Tên của nó này, 2 đô la này. Số thập phân này, 18 này, đấy. Ủa, có nhiều người mua này, có nhiều người hâu này. Có 244 ví hâu rồi nhá và nó đã chuyển là à, transfer này, nó có đã transfer mọi nhá, nó đã chuyển đấy, tức là à, chuyển tiền đấy, chuyển tiền đến nhau đấy, 518 tốc uh, 518 ví này. Đây thì mọi người sẽ copy contract này cho mình nhá, copy contract này. Sau đấy mọi người vào sàn Uniswap này, đây mình để cho mọi người xem bằng chứng luôn này. Mọi người sẽ kết nối với sàn Uniswap cho mình nhé. Đây mình xem nào nữa. Uniswap này. Rồi. Sau đấy mọi người sẽ chuyển này, ở đây mạng ETH hát đúng không? Mọi người chuyển xuống này. Rồi, mọi người chọn má token này. Sau đấy mọi người sẽ dán cái con Contract của cái token 2 vào đây. Đấy mọi người sẽ vào đây nhá. Đây, Đấy thì nó sẽ chuyển sang đúng ạ. Bây giờ mình sẽ chuyển ETH sang USD này. Để mọi người xem cái giá trị của con này. Rồi. Ở đây mình sẽ nhập số lượng 29 token của mình thử xem nhá. Thì nó được giá bao nhiêu nhá. Ok, 29 tốc cần của mình nó tương đương cả 18 đô mà nhá. Tất cả đầy ở đây đều là miễn phí nhá. Hiện tại thì mình chưa chưa chuyển số 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 dư sang nhá. Đấy, thì mình không thể mình không thể đấy được nhá. Mình không thể bán ở đây được nhá. Đấy. Tốc cần của mình là 20 à, được 18 đô nhá. Đây tất cả đều miễn phí mọi nhá. Đấy. nó đã list sàn rồi thì mọi người sẽ yên tâm mọi người khai thác nhá. Đấy. Thì cái con này thì mình cũng đã hướng dẫn mình mình có một cái video hướng dẫn mọi người rồi đúng không ạ? Có một cái video hướng dẫn rất đơn giản mọi người rồi. Tức là mọi người đăng ký vào, đăng nhập vào cái cái link ở dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mọi người sẽ click vào một là mọi người sẽ đăng đăng ký bằng bằng tài khoản Telegram này, hai là mọi người sẽ đăng, đăng ký bằng tài khoản WhatsApp này. Đấy thì mọi người nên nhớ nên nên đăng ký một trong hai tài khoản đấy thì nó đơn giản hơn, đơn giản hơn. Vào đấy thì mọi người đăng ký thôi, mọi người sẽ chat với bot nhá Đấy, mọi người xem lại video của mình cũng được. Đấy, mọi người chat với bot hoặc là chat với ở trên uh, Telegram hoặc là trên uh, WhatsApp đấy. Mọi người đăng ký một cái tài khoản này mọi người sẽ nhập một cái username này. Đấy, sau đấy kích hoạt tài khoản thôi. À, nó sẽ tức là cái, mọi người đăng ký một cái tài khoản username ấy, sau này nếu như mọi người mời bạn bè thì mọi người cần phải chia sẻ với người ta cái username nữa. Cái ứng dụng này đặc biệt là mọi người không nhập username của bạn bè thì mọi người không thể đăng ký được tài khoản nhé mọi người nhé Nên nhớ như, như vậy nhá. Đấy. Thì anh em nào mà chưa đăng ký thì có thể đăng ký dưới link của mình nhé mình cũng đăng ký qua link người khác thôi. Bởi vì cái ứng dụng này nó bắt buộc là phải đăng ký qua link người khác. Đấy thì mọi người mới 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 tạo được một cái tài khoản nhá. Mình đã thử không nhập link rồi nhưng mà cuối cùng cũng phải nhập link của bạn bè nhá. Đấy. Thì khá là ngon một cái ứng dụng miễn phí mà mọi người mỗi ngày mọi người vào nhập đây. Cái giả sử nhá, đây là ở trên Giả sử nhá, ở đây là ở trên à, ứng dụng à, WhatsApp đúng không? WhatsApp thì mình lúc mới đăng ký vào thế này này, mình cho hướng dẫn mọi người. Lúc mới vào nhá, nó sẽ chọn bỏ mọi người chọn ngôn ngữ này thì mọi người chọn tiếng Anh thôi. Ở đây số số bao nhiêu này thì mọi người chọn ở đây. Giả sử như tiếng Anh là là số 1 thì mọi người chọn số 1 thôi. Sau đấy nó bảo mọi người nhập cái tên thôi, như nhập cái username sẽ bảo mọi người sẽ nhập nhập cái username nhá. Sau đấy mọi người sẽ nhập cái username của mọi người này. Nếu như username nó trùng thì mọi người sẽ không nhập được nhá. Còn phải mà nhập username nhá. Sau khi mọi người nhập username rồi thì nó sẽ bảo này, đây đăng ký của nó của mọi người đây. <laughs> mọi người đăng ký thành công nhé tiếp đến nếu như ở trên whatsapp thì nó sẽ bảo mọi chọn 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 lúc mọi người đăng nhập và đăng ký là ở trên điện thoại hay là điện uh, máy tính điện thoại gì chẳng hạn đây mình hiện tại đang dùng android đúng không ạ mình chọn số 2 android đấy sau đấy nó sẽ tặng cho mọi người là 2,5 token 2 đô la rồi luôn đấy và mỗi ngày mọi người đăng nhập vào đây mọi người bấm chữ hai này viết chữ hai là một này sau đấy mọi người sẽ chọn này số 1 là mọi người cần làm cần làm token này thì nó sẽ ra một cái giao diện giả sử như leo đúng của mọi, mọi mọi người chọn số 1 thì nó bảo là <laughs> nó sẽ bảo là có một cái giống như một cái mã cấp tra đấy nó nó bảo là mọi người sẽ chọn một cái từ từ bất kỳ sau đấy mọi người chọn nhá thì mọi người sẽ được cộng 2,5 token đấy và mỗi một lượt giới thiệu mọi người sẽ nhận được là 1,5 1,2 token hay đô la này và cuối cùng thì ở đây nó sẽ có một link web mọi chia sẻ bạn bè người thân để mọi người đăng nhập vào web nhé cái bước đăng nhập vào web thì mọi người hãy xem lại video của mình hướng dẫn nhé mọi người đăng nhập vào thì mọi người cần kic tài khoản để sau này mọi người rút tiền nó dễ hơn đúng không ạ trong cái việc rút tiền nó dễ hơn <laughs> thì kic nó đơn giản thôi mọi người chỉ cần đăng nhập uh, cái số điện thoại mọi người đăng ký nhé tức là số điện thoại mà mọi người đăng ký ở trên uh, cái ứng dụng uh, telegram hoặc ứng dụng whatsapp để mọi người nhập nhập cái số điện thoại vào thì nó sẽ gửi một cái mã code về email hoặc số điện thoại của mọi người mọi người copy cái mã code đấy để đăng nhập vào nhé khi đăng nhập vào ấy thì mọi người chọn cho mình verify này thì nó sẽ bảo là mọi người nó sẽ bảo mọi người chụp ảnh nhé mặt trước mặt sau của chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu nhập tên của mọi người sau đấy là mọi người sẽ à, quét cái khuôn mặt của mọi người nó bảo quay sang phải này sang trái nè ngước ngước mặt lên ngước mặt xuống để quét khuôn mặt của mọi người ấy đấy, như vậy là sau đấy là nó sẽ tự nó à, xem xét và nó sẽ cai xe cho mọi người nhé đấy rồi nói chung là mọi người hãy xem lại video ở dưới phần mô tả cho mình nhé mọi người hãy đăng đăng ký ngay cho mình cái ứng dụng cái web website này và hãy <laughs> hàng ngày hãy vào bớt chút thời gian để vào chat để nhận 2,5 token 2 đô la này nhé một dự án khá là tiềm năng tổng cung của con này nó chỉ có là 419 triệu đúng không 419 triệu đây 527.474 token nhé đấy tổng cung của nó ở trong một khá nhiều người đã hâu rồi và đã đã transfer rồi nhá con này thì nếu như ai mà có uh, có tiền thì có thể là mua cũng được nhá đấy Ok như vậy là mình đã cập nhật cho mọi người cái dự án 2 đô la nó đã list ở sàn Uniswap nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo và đừng quên cho một nút like, nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.